chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sức khỏe cho mọi người, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn thực hiện. Thưa quý vị, nhồi máu cơ tim là một tình trạng nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng của mỗi người bệnh. Mỗi phút cấp cứu kịp thời là mỗi phút làm tăng cơ hội sống cho người bệnh. Khi cơn nhồi máu cơ tim xuất hiện, người bệnh thường cảm thấy sợ hãi và điều này càng làm cho tình trạng thiếu máu cơ tim trở nên trầm trọng hơn. Vì vậy, trong mọi trường hợp, sự bình tĩnh sẽ giúp cho bạn xử lý tình huống hiệu quả hơn. Hãy cùng tìm hiểu về các dấu hiệu và cách xử trí khi gặp bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Nhồi máu cơ tim là bệnh lý tim mạch thường gặp ở các nước phát triển lẫn các nước đang phát triển như ở Việt Nam. Mặc dù tỷ lệ tử vong do nhồi máu cơ tim có giảm so với trước đây nhờ vào những tiến bộ về chẩn đoán và điều trị, tuy nhiên, hậu quả và biến chứng sau nhồi máu cơ tim vẫn là một vấn đề đáng lo ngại. Ông Nguyễn Thân được người nhà đưa đến tái khám sau một tuần điều trị nhồi máu cơ tim tại bệnh viện. Không có biểu hiện gì về tim mạch, ông được đưa vào bệnh viện sau khi bị ngất xỉu tại nhà và được bác sĩ chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim. Trước đó thì thấy nó mệt rồi nó có xỉu ở nhà một lần thì thấy nó lừ đừ vậy chứ không phải là nó không thấy nó đau ngực, mà không thấy nó đau xuống cái lưng xuống cánh tay trái. Nhưng mà con nó chở đi khám thì khi chở tới đây thì bắt đầu ghi phiếu khám được. Rồi bắt đầu mở cửa cầu thang lên lầu thì bắt đầu mở cửa là bắt đầu nghe con nó kể là ngã luôn. Mà dù cấp cứu rồi là tỉnh lại là biết mình sống thôi chứ. Thì ban đầu là cũng không có quyết định là biết bị tâm mạch, giống như là buổi sáng thì chỉ bị xỉu thôi. Rồi thấy cũng có nguy cơ đó, mình mới về kêu bố đi khám tổng quát chứ không phải khám tim nữa, tại cũng không biết là bị tim. Thì sau khi đi về kêu đi khám thì tới đây thì mới bị xỉu rồi vô mới biết là bị nhồi máu cơ tim. Chứ còn lúc đầu thì cũng không có biết là tim bị cái gì hay là gì hết, chỉ muốn đi tới đây để khám tổng quát. Mới tới đây đăng ký xong rồi đứng chờ thang máy, chưa kịp lên chỗ khám thì xỉu xuống là vô cấp cứu luôn, chưa kịp vô khám gì hết luôn. Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim là một cấp cứu tim mạch, được định nghĩa là tình trạng tắc nghẽn đột ngột một hoặc nhiều nhánh động mạch vành nuôi tim, gây nên tình trạng hoại tử cơ tim cấp tính, thường gặp ở độ tuổi nam giới, độ tuổi trung niên. Tuy nhiên, độ tuổi mắc bệnh ngày càng trẻ hóa. Như vậy, làm sao để có thể biết được nguyên nhân của bệnh để phòng tránh? Chúng ta hãy cùng đến phần trò chuyện của chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, và đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, cho phép tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của Thạc sĩ bác sĩ Trần Nguyễn An Huy, trưởng khoa tim mạch Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn. Xin kính chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, có thể thấy là hiện nay cái việc mà chúng ta nghe tới là đột quỵ hay là nhồi máu cơ tim rất là nhiều và xảy ra rất là nhiều ở những cái gia đình. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là thực trạng nhồi máu cơ tim này là như thế nào? Tại sao nó lại có con số gia tăng đến như vậy ạ? Thì nếu như trước đây thì nhồi máu cơ tim chủ yếu là xảy ra ở những người trung niên hoặc là những người lớn tuổi. Thì gần đây thì cái độ tuổi của những người nhồi máu cơ tim càng ngày càng trẻ hóa. Thì cái ca mà trẻ nhất mà bệnh viện đã thực hiện để cứu sống bệnh nhân đó là nam thanh niên khoảng 28 tuổi. Thì cái ca đó là một cái anh này ảnh rất là trẻ, ảnh chỉ có cái hút thuốc lá thôi. Thì bệnh nhân đau ngực dữ dội và trong vòng khoảng 30 phút rồi đến bệnh viện thì để được cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên có những cái bệnh nhân thì nó còn nặng nề hơn. Đến bệnh viện trong cái tình trạng vừa đến bệnh viện là ngưng tim ngưng thở. Và cũng rất là may mắn thì những bệnh nhân đó là cái sự ngưng tim ngưng thở đó, nó xảy ra trong cái môi trường bệnh viện. Và nó được các cái ekip cấp cứu xử lý hồi sức tim phổi, sau đó được chuyển lên cái phòng để mình can thiệp động mạch vành cấp cứu. Và những cái bệnh nhân đó thì cũng là may mắn đã được vượt qua cái sự nguy hiểm đến tính mạng. Thưa bác sĩ, chúng ta có thể thấy rằng bệnh lý nhồi máu cơ tim là một trong những bệnh lý của tim mạch rất là đáng lo ngại. Như vậy thì nhồi máu cơ tim là gì và những cái nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh này ạ? Nhồi máu cơ tim cấp là một cái cấp cứu về tim mạch. Thì nó được định nghĩa như là một cái sự tắc nghẽn của một hoặc là nhiều nhánh cái động mạch vành, là động mạch nuôi cái trái tim. Thì cái sự tắc nghẽn đó nó làm cho hạn chế được cái dòng máu nuôi trái tim của mình. Về lâu về dài thì cái trái tim của mình sẽ bị nghẹt, không có máu nuôi. Thì cái nguyên nhân của nhồi máu cơ tim hiện nay thì rất là nhiều là giả thuyết. Tuy nhiên mà cái giả thuyết mà được nhiều người công nhận nhất đó là giả thuyết về
nứt hay là vỡ cái mảng xơ vữa đã tồn tại trong lòng cái mạch máu của mình. Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì những cái đối tượng nào mà dễ mắc nhồi máu cơ tim ạ? Thì tất cả các mọi người chúng ta đều có thể bị nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên có những cái yếu tố mà nếu mà một người có những yếu tố đó thì sẽ làm tăng cái nguy cơ nhồi máu cơ tim. Những yếu tố đó người ta đã được ghi nhận, đó là tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ trong máu, hút thuốc lá hay béo phì, hay là tiền căn gia đình có những người mà bị nhồi máu cơ tim, đột tử hay là đột quỵ sớm. Bất kỳ ai cũng có thể xảy ra một cái cơn nhồi máu cơ tim. Như vậy thì chúng ta có những cái triệu chứng nào báo trước không để mà chúng ta có thể dự đoán được ạ? Thì nhồi máu cơ tim thì có thể là xem là một cái tình trạng đột quỵ, cho nên thường là cái triệu chứng thì nó không có được báo trước. Yeah. Tuy nhiên cái triệu chứng điển hình của một cái cơn nhồi máu cơ tim đó là những cái tình trạng nặng hay là đau ngực sau xương ức. Mà cái kiểu đau thì nó kiểu đau như là dao đâm hay là dao như đè nặng hay là ai bóp nghẹt quả tim của mình. Nó có thể lan lên vai hay là tay trái hoặc là lan xuống cái bụng trên. Có thể có những cái triệu chứng kèm theo như là khó thở hay là đổ mồ hôi rất là nhiều. Nhưng mà những cái triệu chứng đó thường nó xuất hiện khoảng cách bao lâu với cái cơn nhồi máu cơ tim? Một bệnh nhân mà có những cái cơn đau ngực đó mà kéo dài hơn 20 phút mà không hết, mà cái cường độ nó ngày càng tăng dần, thì nên nghĩ đến đó là một cái cơn bệnh tim cấp tính. Dạ thưa bác sĩ, nếu mà có những cái dấu hiệu đó thì cái cách xử trí của chúng ta phải nên như thế nào ạ? Thì cái nguyên tắc của điều trị nhồi máu cơ tim là càng phải tái thông được cái dòng máu bị tắc nghẽn càng sớm càng tốt. Cho nên việc cần làm của bản thân bệnh nhân hay là người nhà là lập tức phải đi đến bệnh viện để tránh làm cái trì hoãn những cái thời gian người ta gọi là thời gian vàng trong cấp cứu nhồi máu cơ tim, thường là 12 giờ đầu. Tuy nhiên chúng ta nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt, tại vì trong những giờ đầu thì nếu can thiệp kịp thời thì hiệu quả điều trị nó sẽ rất là cao. Để nó không xảy ra thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp phòng ngừa như thế nào, bác sĩ có thể chia sẻ cho quý khán giả? Thì như chúng ta đã biết những cái yếu tố nguy cơ, thì việc mà phòng tránh nhồi máu cơ tim chính là phòng tránh những cái yếu tố nguy cơ đó. Thì đó là những cái biện pháp mà chúng ta phải điều trị các những cái biện pháp bệnh lý như là tăng huyết áp, đái tháo đường hay là rối loạn mỡ trong máu. Mà bên cạnh những cái liều thuốc từ bác sĩ kê toa thì bản thân chúng ta cần phải dùng những cái biện pháp không dùng thuốc. Ví dụ như là chúng ta càng phải bỏ thuốc lá, hạn chế ăn những cái thức ăn có nhiều mỡ. Người ta có thể mình liệt kê ví dụ như là trứng, bơ, mỡ, sữa, phô mai, rồi nội tạng động vật. Mà chúng ta phải có chế độ thường xuyên tập luyện. Thể dục thì khoảng 30 phút một ngày, thì ít nhất 5 ngày một tuần. Có thể nói thời gian là điểm vàng trong cấp cứu nhồi máu cơ tim. Với hệ thống cấp cứu chuyên nghiệp, hiện đại như máy sóc điện, máy thở, máy lọc máu cấp cứu, siêu âm tại giường và nhiều kỹ thuật cấp cứu tiên tiến được triển khai có hiệu quả như kỹ thuật thông khí nhân tạo cấp cứu, kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao, các kỹ thuật thay thế thận cấp cứu, kỹ thuật kiểm soát huyết đông cấp cứu. Điều này sẽ hứa hẹn việc điều trị cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim như thế nào. Như bác sĩ vừa mới chia sẻ thì nếu mà chúng ta cấp cứu bệnh nhân kịp thời trong những cái khung giờ vàng của cơn đột quỵ thì sẽ cái việc điều trị sẽ tốt hơn. Như vậy thì việc điều trị này nó diễn ra như thế nào? Có những cái phương pháp nào? Thì về nguyên tắc điều trị của nhồi máu cơ tim là như mình đã nói ở trên, nó là một cái việc phải tái thông được cái dòng máu càng sớm càng tốt. Thì hiện nay thì có 3 cái phương pháp tái thông mà được áp dụng. Thứ nhất đó là dùng những cái thuốc để tiêu cái cục máu đông, là tiêu cái cục huyết khối. Phương pháp thứ hai là can thiệp động mạch vành cấp cứu qua cái hệ thống mà chụp mạch máu xóa nền. Và cái phương pháp thứ ba là mổ bắt cầu nối động mạch vành cấp cứu. Tuy nhiên hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như là ở Việt Nam nói chung thì cái phương pháp can thiệp động mạch vành cấp cứu nó trở nên rất là phổ biến và ưu việt vì những cái hiệu quả và những cái công trình nghiên cứu đã được chứng minh không chỉ ở Việt Nam mà còn cả ở thế giới so với những cái phương pháp còn lại. Cái điều trị đó là dành cho những cái cục máu đông, nhưng mà
có một cái trường hợp nào mà chúng ta bị gọi là vỡ mạch máu thì nó khác đúng không? Dạ đúng rồi, cái tình trạng vỡ mạch máu nó là một cái bệnh lý khác. Dạ. Cái cục này, cái nhồi máu cơ tim nó là cái cục máu đông, nó làm bít cái lòng mạch máu của mình. Dạ. Với những cái phương pháp mới và hiện đại thì việc can thiệp để điều trị nhồi máu cơ tim hiện nay cũng rất là khả quan. Như vậy thì trong quá trình điều trị, để mà quá trình điều trị đạt hiệu quả thì nó còn phụ thuộc vào những yếu tố nào nữa không ạ? Thì cái điều kiện tiên quyết đối với quyết định một cái ca nhồi máu cơ tim đó là bệnh nhân phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Yeah. Thì mình nhắc lại cái khung giờ vàng cho nhồi máu cơ tim cấp là 12 giờ đầu. Yeah. Tuy nhiên cũng không, bệnh nhân không vì thế mà chần chừ hay trì hoãn cái việc đi đến bệnh viện. Mà những cái công trình nghiên cứu đã được chứng minh là nhồi máu cơ tim cấp mà nếu mà can thiệp kịp thời trong 3 tới 6 giờ đầu, nó là sẽ mang lại những cái hiệu quả mà tốt nhất. Một cái yếu tố mà mang đến cái sự thành công cho cái nhồi máu cơ tim cấp đó là cái việc điều trị nội khoa. Thì bên cạnh những cái tiến bộ về thiết bị thì cái trong cái lĩnh vực về thuốc thì cũng có những cái thuốc cũng góp phần mang lại cái lợi ích, mang lại cái cải thiện cái sự sống còn của bệnh nhân nhiều hơn. Hiện nay thì thế giới đã có những cái loại thuốc đó và cũng rất là vui mừng là Việt Nam chúng ta đã cũng đã áp dụng rất là nhiều những cái loại tiến bộ về cái thuốc men này. Mọi người cũng có lưu truyền là khi mà bệnh nhân khi mà gặp những cái tình huống như thế thì hay lấy kim chích máu trên các đầu ngón tay hay là lỗ tay gì đó, thì cái điều này có đúng và có hiệu quả không ạ thưa bác sĩ? Biện pháp đó là thường là không có hiệu quả trong những cái trường hợp mà đột quỵ hay là nhồi máu cơ tim cấp. Thưa bác sĩ, qua chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ cũng có những cái lời khuyên dành cho việc phòng tránh nhồi máu cơ tim. Vậy thì đối với những bệnh nhân đã bị cơn nhồi máu cơ tim rồi thì chúng ta cần có thêm những lưu ý gì nữa không ạ? Thì đối với những cái bệnh nhân nhồi máu cơ tim thì thông thường một bệnh nhân nhồi máu cơ tim sẽ được các bác sĩ đặt những cái giá đỡ để nâng đỡ cái động mạch mạch máu bị tắc nghẽn. Thì cái lời khuyên dành cho những người đã bị nhồi máu cơ tim là chúng ta phải dùng những cái thuốc đều đặn đầy đủ để phòng tránh cái việc mà tắc nghẽn. Không chỉ là cái giá đỡ mà chúng ta đã đặt vào mà còn phòng tránh tắc nghẽn ở những cái nơi khác. Cho nên cái việc mà điều trị các cái bệnh lý nội khoa như là tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ trong máu đó là bắt buộc đối với những người nói trên. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay cung cấp cho quý khán giả những thông tin rất là hữu ích về căn bệnh nhồi máu cơ tim này ạ. Phòng ngừa bệnh nhồi máu cơ tim, kiểm tra sức khỏe thường xuyên, loại bỏ các yếu tố nguy cơ, không hút thuốc lá, giữ cân nặng ở mức thích hợp, ăn thức ăn ít chất béo, không nên ăn nhiều thịt cá và thịt gia cầm trong một ngày. Cố gắng ăn nhiều hơn các thức ăn như rau, cơm, mì, đậu, chỉ ăn kèm với số lượng nhỏ thịt cá hoặc thịt gia cầm. Chỉ nên ăn 5 đến 8 thìa cà phê dầu hoặc mỡ dùng để chế biến thức ăn trong một ngày. Cố gắng chế biến thức ăn ít hoặc không có chất béo như luộc, chần, hạn chế dùng đồ rán. Không nên ăn phủ tạng động vật như gan, não, thận, tim, v.v. Ăn nhiều rau quả, tập thể dục đều đặn, tránh căng thẳng, hạn chế rượu, bia. Và thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đã có thêm những kiến thức trong việc phòng tránh, điều trị và xử trí cơn nhồi máu cơ tim. Đến đây thì chương trình cũng xin phép được tạm dừng. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.